Tuấn Nguyễn xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay Tuấn Nguyễn về thành phố Thủ Đức. Khu vực Tuấn Nguyễn đang đứng đây là khu biệt thự cao cấp. Đấy, khu Khang Điền, quận 9. Hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ review cho quý vị căn biệt thự Tân Cổ Điển, căn biệt thự này. Căn biệt thự của chúng ta là ngang 12, sâu 18 quý vị nhá. Đấy, tổng diện tích là hơn 250 mét sàn. Đấy, có sổ hồng và phun thổ cư. Đây là cổng ở bên ngoài này. Đấy, tất cả Tân Cổ Điển hết. Cửa sắt này. Bây giờ Tuấn Nguyễn đi vào bên trong. Đây là sân xe hơi. Sân xe hơi của chúng ta đây. Bên phải là hồ cá koi. Xin lỗi quý vị, Tuấn Nguyễn là báo hướng cho quý vị là hướng Tây, Tây Nam quý vị nhé. Đây, hồ cá koi của chúng ta cực kỳ lớn luôn. Có những con cá koi lên tới mười mấy ký quý vị ạ. Này, có quý vị thấy không? Một căn nhà Tân Cổ Điển ngoài đó cực vip luôn. Trên tường này là anh đắp phào chỉ hoa văn Tân Cổ Điển và dán gạch. Đấy, camera an ninh này. Đây là chúng ta có cái cổng phụ chúng ta đi ra. Đây quý vị, những con cá koi lên tới mười mấy ký. Đây là sảnh bên hông. Đấy, không gian ba chiều. Đó, con cá koi lên tới mười mấy ký mà quý vị này. Đấy, quý vị nào mà yêu cây cảnh, đúng không ạ? Yêu hồ cá koi, nuôi cá thì quý đây, quý vị nhìn đây. Đấy, bây giờ chúng vẫn quay ở bên trong cho quý vị xem chút xíu. Đây, không gian bên trong của chúng ta siêu đẹp luôn, đúng không ạ? Một căn nhà Tân Cổ Điển phải nói là siêu cổ đẹp. Sảnh bên hông đây. Thì quý vị khi mua căn biệt thự này này, được anh chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho quý vị. Đấy, bởi vì là nội thất này thì anh chủ nhà anh ấy cũng trang bị cho nó hợp với lại cái gu của căn Tân Cổ Điển này thôi. Cho nên khi mà chúng ta mua căn biệt thự Tân Cổ Điển này thì chắc chắn những cái nội thất này anh chị nó sẽ tặng hết lại cho quý vị và các bạn để cho nó hợp gu. Đấy, đây là không gian phòng ăn, phòng bếp ở phía sau, cực kỳ đẹp luôn, tất cả bằng gỗ gõ đỏ hết, tên hoa văn Tân Cổ Điển đẹp lung linh như thế này. Ở phía sau chúng ta có một cái không gian giếng trời, nhà vệ sinh, nhà phòng tắm phía sau nữa đó. Không gian mở ba chiều quý vị nhá. Đấy, quý vị thấy chưa, một căn biệt thự phải nói là đỉnh của chóp luôn. Đây, nhìn ra phía trước. Như hoàng cung, lâu đài luôn đúng quý vị. Anh cho em xin cái giá hiện tại luôn. Giá tiền kiện đó 26 bàn. Vâng. Đây là toàn bộ thống điện, thống được cửa đến cổng mất rồi. Dạ. Vô ra là cửa chống trộm quý vị nhá. Đấy, có người lạ vô là chạm vào là nó hú. Đấy. Vâng. Hệ thống điện thông minh, điều khiển từ xa. Trong nhà thì quý vị nhìn thấy không có gì ngoài đồ nội thất gỗ gõ đỏ cao cấp. Đấy, đây là khu vực cầu thang cũng vậy. Trên tường này quý vị này, nhìn những cái tranh tùng trúc cúc mai bằng gỗ bách xanh, cực đẹp luôn. Căn biệt thự này thì gia chủ xài toàn đồ VIP không, quý vị không tìm thấy đâu ra mà cái đồ đơn giản bình thường cả. Đây, lên lầu 1 thì Tuấn Nguyễn sẽ quay phòng ngủ ở phía sau cho quý vị biết trước. Đây, phòng ngủ của chúng ta đây quý vị này, nhìn như một cái lâu đài ấy. Thật sự là rất là xa xỉ đúng không quý vị. Đây, wow, quý vị nhìn cái cửa này. Đó, điện thông minh vân tay hết.
nhà vệ sinh quý vị này. Quý vị thấy nhà vệ sinh nào như thế này chưa? Đó, nhà vệ sinh có đèn chùm luôn. Đấy, phòng tắm bên đây riêng, cửa gỗ đỏ này. Quý vị thấy nội thất này quý vị đã hài lòng chưa? Wow, đây là phòng sinh hoạt chung này. Phòng sinh hoạt chung thì chúng ta để đàn với để tủ với lại trang trí như thế này. Quý vị nhìn đây, ban công bên hông. Và đây là phòng ngủ số 2. Phòng này chắc chắn là phòng master của gia chủ. Đây quý vị nhìn, đấy là đẳng cấp. Quý vị thấy chưa, như hoàng cung luôn. Đấy, cửa sổ là phía trước, phía bên hông. Bàn tivi, nhà vệ sinh khép kín ở trong. Đây là phòng giặt này. Ai xin lỗi quý vị, phòng ủi đồ này. Và quần tủ quần áo này. Trần trí này quý vị nhìn, hoa văn tân cổ điển, đèn chùm như một cái lâu đài luôn. Và phòng vệ sinh kết hợp ở bên trong này. Wow. Quý vị ơi, ở đây chúng ta vô hình chung chúng ta nhìn một cái khối gỗ ở đây rồi đúng không ạ? Một cái tủ gỗ và hai cánh cửa hai bên, hai cái khung là một cái khối gỗ khổng lồ ở đây rồi quý vị này. Đó. Thật sự khi mà người ta đầu tư vào căn nhà này, tiền bạc không nói lên điều gì nữa quý vị ạ. Bồn tắm nằm này, bồn cầu thông minh này, đèn chùm này. Đấy. Quý vị thấy thế nào? Đẳng cấp chưa? Khu vực ủi đồ đây, trang điểm ở đây. Tuấn Nguyễn xin phép quay cái video nhanh chút xíu thôi quý vị nhá. Đấy. Căn nhà này thì Tuấn Nguyễn đã gửi đến quý vị một lần rồi. Nhưng mà do cái yêu cầu của một vị khách hàng, hôm nay Tuấn Nguyễn sẽ đích thân tới đây. Xin phép anh chủ nhà để review một cái thước phim tiếp theo. Ngắn thôi. Để gửi cho quý vị. Đây, ở trên tường này quý vị này. Đó, chúng ta lên lầu mà có những cái đèn chùm nhập khẩu giá trị như thế này. Một căn nhà tân cổ điển. Chút xíu nữa Tuấn Nguyễn sẽ báo giá cho quý vị, chắc chắn quý vị sẽ ngạc nhiên. Đây là phòng số 4. À, phòng số 3, xin lỗi quý vị. Phòng này thì gia chủ không có dùng hết cho nên người ta để làm phòng học cho các con. Đó. Đây quý vị nhìn. Một căn biệt thự phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Cửa sổ này. Đó. Ở bên trong này chúng ta có cái gì đây? Đây là phòng ngủ số 4 đây. Đấy, không có ai ngủ nghỉ hết. Quý vị nhìn cái cửa này. Ôi trời đất. Đó. Quý vị nhìn cái nó dày khoảng mấy phân quý vị? Cái này chắc khoảng 4-5 phân nhỉ. Wow. Phải 2-3 người khiêng cái cánh cửa này mới được quý vị nhá. Đây là một phòng sinh hoạt chung nữa này. Để đàn piano cho các cháu này. Đấy. Và đây là phòng ngủ số 5. 5 hay số 6 anh? Wow. Vị thấy chưa? Khổng lồ luôn. Tất cả giường tân cổ điển hết, gỗ gõ đỏ. Bên đây chúng ta cũng có cái phòng ủi đồ, tủ quần áo cũng như cái phòng phía dưới, điện thông minh, Tuấn Nguyễn đi đến đâu nó bật lên đó. Đây, phòng tắm đây, hoàng gia này quý vị. Ôi trời ơi. Thật sự mà ở trong căn nhà này thì đúng là còn gì ao ước nữa quý vị. Đúng không ạ? Không còn gì để ao ước nữa đâu. Khu vực này là ở trung tâm quận Thủ Đức quý vị nhá. Chúng ta đi ra quận 2 này, đi lên cảng Ba Son, lên Sài Gòn, lên quận 1 rất là thuận tiện. Đặc biệt là chúng ta đi qua công nghệ cao, đi qua thành phố Thủ Đức rất là gần. Đấy.
Đây quý vị, nhà thật sự là phải nói là tính hàng khối gỗ chứ không phải là hàng khối gỗ chứ không phải là hàng tấm hàng ấy đâu quý vị. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ lên sân thượng quay qua cho quý vị. Thì thưa quý vị, nhà anh chị chưa có thờ ai cho nên khu vực này mà nếu như quý vị nhà chúng ta thờ cúng thì cũng có thể quý vị nhá. Sân thượng ở trên đây. Đấy, quý vị thấy không có một miếng bụi nào này trên sân thượng đây. Nhà anh chị lau phải nói là láng o luôn, trên này là đúc hết quý vị nhìn này. Đúc và lập ngói ở trên. Khu vực này thì để ba cái đồ linh tinh thôi, máy chạy bộ này. Rồi là máy tập gym này. Đó. Phía sau này là chúng ta phơi đồ này. Và có cái nhà vệ sinh hay kho đây anh? Nhà vệ sinh đây. À nhà vệ sinh di động ở đây, quý vị nhá, lưu động ở đây. Đó, chúng ta cũng có thể là sử dụng được. Đây. Sân phơi ở phía sau. Cục nóng, cục lạnh này, đó. 36 cục luôn. Bồn nước này. Bên kia là nhà hàng xóm. Đây thì là biệt thự hết quý vị nhá. Trong này là khu biệt thự cao cấp. Đó. Đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay cho quý vị nhìn cái xung quanh khu biệt thự của chúng ta đây. Tất cả là biệt thự hết. Đó. Biệt thự mái thái, biệt thự nhà vườn, nhưng mà căn biệt thự của chúng ta là căn biệt thự tân cổ điển. Đây là những khu chung cư. Đây là thành phố Thủ Đức. Đó. Khu vực này là phường đường Nguyễn Duy Tinh, đường Bùi Hữu Nghĩa. Đấy. Phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức quý vị nhá. Đó. Quý vị thấy không? Một khung cảnh phải nói cực kỳ đẹp luôn. Vâng, bây giờ Tuấn Nguyễn đã review xong, bây giờ Tuấn Nguyễn đi xuống dưới và báo giá cho quý vị biết luôn. Căn nhà này thì thưa với quý vị, nói về cái độ đẹp và cái độ chất lượng thì quý vị yên tâm đúng không ạ? Đó, Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị tới đây gặp anh chủ nhà và chúng ta kiểm tra lại một lần nữa. Đấy, Tuấn Nguyễn xin phép xuống dưới và chúng ta cùng báo giá cho nhau biết. Thưa quý vị, căn nhà này anh chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá là 26 tỷ 500 triệu đồng. Đó. Tặng full nội thất cho quý vị luôn. Toàn gỗ gõ đỏ cao cấp. 26 tỷ 500 triệu đồng. Tặng full nội thất cao cấp. Đấy. Giấy tờ đầy đủ. Nhà biệt thự hoàn công. Đó. Quý vị chỉ có việc xách vali vào ở thôi. 26 tỷ 500 triệu đồng. Đấy. Chúng ta còn gặp anh chị chủ nhà và thương lượng giá cả những bộ bàn ghế nu như thế này. Đấy, đàn piano 2-3 cái luôn. Đây không gian của chúng ta đây. Vâng, Tuấn Nguyễn chúc quý vị xem video vui vẻ. Quý vị hãy quan tâm đến kênh của Tuấn Nguyễn thì quý vị đăng ký kênh này, subscribe kênh, chia sẻ kênh. Quý vị hãy nhấn chuông, comment để cho Tuấn Nguyễn có thêm kinh nghiệm để làm những video đẹp hơn, tốt hơn cho quý vị xem. Đó. Quý vị cho Tuấn Nguyễn xin một nốt like và quý vị hãy ấn chuông để chúng ta có nhiều video mới đẹp mỗi ngày. Đấy, cuối cùng thì Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Đấy, con cá coi mười mấy ký luôn quý vị nhé. Đẹp chưa? Đấy, gạch là dán đá tự nhiên hết quý vị nhé. Đá tự nhiên nhập khẩu hết này quý vị nhé. Đấy, đây là một những cái chi tiết mà Tuấn Nguyễn đôi khi quên chưa truyền tải đến quý vị. Đó. Quý vị thấy không? Đó. Sân xe hơi, cửa nhôm hai lớp cao cấp, tất cả điện thông minh. Đấy. Tuấn Nguyễn kết căn nhà này phải nói là đẹp từng mm luôn. Quý vị thấy chưa? Hồ cá coi này. Ôi trời ơi, thật sự là nó trong đến mức độ mà như cái chai nước suối đó quý vị ạ. Thật sự trong sạch như cái chai nước suối luôn. Thật sự những chú cá coi này mà ở những nhà gia chủ như thế này nó cũng sướng. Đấy, sạch sẽ, thơm tho, mát mẻ.
Vâng, Tuấn Nguyễn xin kết thúc video. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.